Chào mừng các cụ mợ đã đến với kênh vlog cùng cháu vào bếp. Chuyên mục nhà cháu nấu chay tuần này xin gửi đến các cụ mợ một món chay giả mặn rất là ngon và rất là hấp dẫn. Các cụ mợ biết đó là món gì không ạ? Đó chính là món nem chạo chay. Để làm được món nem chạo chay này, nhà cháu cần có các nguyên liệu như sau. Thứ nhất là cháu cần có nấm đùi gà. Cháu cần có 200g nấm đùi gà các cụ mợ nhá. Đây, 200g nấm nó sẽ tương ứng với cả hai cái củ to to như này này. 200g nấm đùi gà chúng ta làm trong một đĩa thôi. Đấy. Rồi, nhà cháu cần có 40g miến khô. Sau đó chúng ta sẽ ngâm miến rong ấy, xong chúng ta sẽ ngâm nở như thế này và để ráo như thế này các cụ mợ nhá. Đây cũng chính là bì chay đấy ạ. Rồi ạ, đồ chay thì dĩ nhiên là ăn kèm với các loại rau như là lá sung này, xà lách này, thơm láng này, rau mùi, kinh giới, tía tô. Và một cái gia vị không thể thiếu được dĩ nhiên đó là lá chanh các cụ mợ nhá. Chúng ta làm nem chạo thịt hay là chúng ta nem chạo chay đều cần phải có cái lá chanh này các cụ mợ nhá. Lá chanh để tí nữa chúng ta sẽ thái chỉ để rắc vào nem chạo. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần có một chút bún để cuốn. Và chúng ta sẽ cần có một chút bánh đa nem. Và dĩ nhiên rồi chúng ta sẽ cần có một ít ớt sừng để trang trí, ớt cay và một quả chanh để làm pha nước chấm các cụ mợ ạ. Và cái gia vị của cái món này không thể thiếu được đó là thính gạo. Thính gạo là một cái thực phẩm mà trong các cái món bì chay hay là cuốn chay và hay là trong cái món nem chạo thịt của chúng ta đều phải dùng cái này. Và nước mắm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ pha, các cụ mợ có thể là làm nước mắm chay. Nhà cháu đã hướng dẫn các cụ mợ cái nước mắm chay trong số bánh cuốn chay rồi. Không thì ngày hôm nay chúng ta sẽ pha xì dầu cũng được để chấm với cái nem chạo chay này. Cái nấm đùi gà này các cụ mợ mua về, cắt bỏ cái phần rễ cho cháu, sau đó rửa với nước muối loãng một chút nhé. Sau đó các cụ mợ rửa lại khoảng độ 3-4 lần dưới vòi nước chảy cho cháu như thế này. Và để ráo, sau đó chúng ta sẽ cắt thái luôn các cụ mợ nhá. Đây, nấm đùi gà khoảng độ 200g thì chúng ta sẽ thái như sau. Chúng ta sẽ thành những cái lát dày khoảng độ 0,3 cm các cụ mợ nhá. Lát chéo như này này. Đấy. Rồi, sau khi mà cắt xong rồi thì chúng ta sẽ thái chân hương các cụ mợ nhá. Cũng không cần phải đều nhau đóng đâu ạ, cái to cái bé cho nó giống cái nem chạo của chúng ta ấy các cụ mợ ạ. Cho nó giống cả tai nữa. Cái này không chỉ là có nem chạo không bì không đâu mà nó gần như kiểu có tí thịt tai thịt mũi vào ấy ạ. Rồi, chúng ta sẽ cho vào đĩa. Rồi, đấy chúng ta đã cắt thái xong rồi. Chúng ta sẽ để một góc đĩa. Rồi, ớt sừng thì chúng ta sẽ thái lát chéo này các cụ mợ nhé, để tí nữa bày cho nó đẹp. Rồi các cụ mợ giúp bỏ hạt đi cho cháu. Rồi ớt cay, các cụ mợ ơi, ớt chỉ thiên nhé, chúng ta sẽ lấy một quả. Chúng ta sẽ thái lát khoanh thái khoanh như này này, để tí nữa cho bắt nước chấm các cụ mợ. Đấy, chúng ta sẽ cần một quả thôi, cụ nào thích ăn cay thì cho hai quả. Rồi tiếp đến lá chanh. Lá chanh các cụ mợ rửa sạch và chọn cho cháu cái lá chanh bánh tẻ như này này. Đấy. Lấy khoảng độ 4 cái thôi, hai cái để tí nữa bày. Chúng ta sẽ bỏ sống đi. Đấy, cắt bỏ cái sống cho đỡ sơ già đi. Các cụ mợ cuộn tròn nó cho cháu nhá. Cuộn tròn lá chanh và để chúng ta thái chỉ thật nhỏ. Đấy. Chúng ta thái chỉ nhỏ như này và để một góc đĩa. Các nguyên liệu đã cắt thái xong như này rồi, bây giờ chúng ta sẽ để riêng ra như này.
Riêng về miến nhá, cháu lại nói lại một chút là miến này các cụ mợ ngâm trong nước lạnh cho cháu nhá. Các cụ mợ rửa đi, rửa qua khoảng độ 1-2 nước, sau đó các cụ mợ ngâm nước lạnh khoảng 30 phút. Sau đó các cụ mợ vớt ra để ráo, tí chúng ta trần miến xong rồi chúng ta sẽ cắt khúc khoảng độ 5-6cm. Đấy, các loại rau này thì các cụ mợ sơ chế sạch cho cháu, sơ chế thật sạch và rửa nhiều lần dưới vòi nước chảy. Cụ mợ nào có cái sục ozone thì rất là tốt để cho nó rau nó đảm bảo an toàn về chúng ta ăn là rau sống. Rồi chanh này thì chúng ta sẽ cắt đôi để vắt lấy nước các cụ mợ nhá. Đấy, tí nữa chúng ta sẽ vắt lấy nước chanh để chúng ta pha nước mắm chấm cái nem chạo bì này. Bây giờ chúng ta sẽ chế biến các cụ mợ nhá. Rồi các cụ mợ ơi, nước sôi rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trần nấm các cụ mợ nhá. Các cụ mợ cho cháu vào đây một thìa cà phê muối tinh. Đấy, cho vào cái nồi nước trần này. À, cái chảo nước trần thì đúng hơn. Đấy, các cụ mợ cho nấm vào. Cái nấm này trần rất nhanh nhá các cụ mợ nhá, không trần lâu đâu. Các cụ mợ đảo cho cháu trong cái nước này cái, xong rồi chúng ta sẽ vớt ra nước lạnh luôn nhá. Thế này thôi ạ. Đấy, thế thôi. Rồi, các cụ mợ ơi, chúng ta trần rất nhanh nhá. Chúng ta sẽ cho vào cái xong chúng ta vớt ra nước lạnh luôn, tại cái nấm này nó nhanh chín mà. Đấy. Rồi, sau khi mà vớt ra nước lạnh này các cụ mợ vắt thật kiệt cho cháu luôn nhá. Vắt thật khô vào. Đây. Đấy, thật khô như này này. Còn cụ mợ nào mà muốn vắt khô kiệt ý, thì các cụ mợ lấy cho cháu một cái khăn. Khăn xô. À, khi mà vắt các cụ mợ rửa tay sạch cả cái nấm này các cụ mợ không sợ đâu nhá. Tí nữa chúng ta sẽ còn phải dám chiên tiếp cơ. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ trần miến nhá. Các cụ mợ nhớ là cho cháu cái số miến tôm ấy. Cái nước trần miến chúng ta sẽ cho một thìa canh dầu ăn vào này, để cho miến nó không bị vón cục. Và cái nước vớt miến ra chúng ta sẽ cho một thìa canh dầu ăn vào. Và cái nước mà để mà chúng ta vừa trần nấm ấy, thì các cụ mợ tận dụng trần miến luôn ấy. Chúng ta đỡ phải đun nhiều các cụ mợ ạ. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ cho miến vào đây này. Đấy, trần nhanh. Đấy, khi mà bắt đầu nó mềm sợi ra như này rồi là chúng ta sẽ vớt ra ngay nhé các cụ mợ nhá. Vớt vào cái bát nước dầu ăn luôn này, bát nước lạnh có dầu ăn luôn này. Đấy. Các cụ mợ ơi, khi mà chúng ta sẽ cho vào cái bát nước như thế này để cho nó miến nó xe sợi lại và cho nó nguội nhanh, bây giờ chúng ta sẽ phải đổ ra nước, rổ ra rổ cho ráo nước luôn nhá. Các cụ mợ mà cứ để này là nó sẽ bị trương miến lên đấy ạ, nên chúng ta sẽ phải đổ ra ngay luôn. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ cho dầu vào chảo nhá. Chúng ta sẽ chiên cái nấm đùi gà này lên các cụ mợ nhá. Chiên không phải là chiên giòn đâu ạ, mà chỉ chiên cho nó tới hơi hanh hanh vàng là chúng ta sẽ vớt ra. Đây các cụ mợ nhìn này, cháu vắt khô tiệt như này này. Khô tiệt, khô khô như thế này rồi, đấy. Các cụ mợ nhớ là phải vắt khô cho cháu để cho nó khỏi bắn nhá. Vì hôm nay cháu còn có cái bì lợn đây nữa này, giả bì lợn nữa này, nên là cháu chỉ dùng 200g đùi gà thôi. Nếu các cụ mợ nào không muốn ăn miến thì các cụ mợ làm tất đùi gà cho cháu cũng được. Dầu ăn nóng rồi các cụ mợ nhá, chúng ta sẽ cho nấm vào này, chúng ta chiên này. Đấy. Các cụ mợ đừng hạ nhỏ lửa nhá, tại vì là cái nấm của chúng ta nó còn đang ướt. Khi mà vắt khô rồi nhưng mà nó vẫn còn phải ra nước nữa. Thế nên là chúng ta sẽ phải để cho nó to lửa một tí. Chúng ta chiên đến khi mà cái nấm này bắt đầu nó hanh hanh vàng thì sẽ vớt ra. Nấm là một trong những thực phẩm mà bổ sung protein chay rất tốt cho những người ăn chay và người ăn kiêng. Thế nên là các món chay luôn ưu tiên sử dụng đậu phụ này, sử dụng nấm, các loại nấm là vì như vậy các cụ mợ nhé. Nó là một cái thực phẩm mà rất nhiều dinh dưỡng và nhiều chất xơ và các khoáng chất đấy ạ. Và các cái món chay mà cháu gửi đến cho các cụ mợ ấy, nó hoàn toàn nó không phải là những cái món gì mà quá chế biến nó quá khó, mà nó là những cái món gần gũi tại gia đình ý các cụ mợ, nên là rất là dễ làm. Và nhà cháu thực ra cái chuyên mục món chay này thì rất ít khán giả xem, nhưng mà khi mà nhà cháu nhận được những cái lời cảm ơn của những cái khán giả thân thiết, những khán giả ăn chay ý, bảo ôi dồi món chay ngon quá, anh Hải sẽ làm nhiều món chay đi nữa nhá, thì đấy là những cái động lực rất lớn đối với cái riêng cá nhân cháu hoặc đối cả với cả anh em ekip nữa. Khi đọc những cái comment đấy thì lại càng hào hứng để làm, nghĩ ra những cái món chay hoặc sưu tầm các cái món chay để về cái làm cho các cụ mợ xem và để các cụ mợ thay đổi cái thực đơn ăn chay của mình cho nó phong phú và đa dạng hơn. Đấy là nhà cháu rất trân trọng các cụ mợ đấy ạ. Rồi các cụ mợ ơi, khi mà nó hanh hanh vàng này rồi là chúng ta sẽ cho ra luôn nhá.
Các cụ mợ đừng chiên vàng quá cho cháu. Đấy, cho vào một cái rổ này có cái tờ giấy thấm dầu ở dưới để cho nó hút dầu. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bày rau xong rồi bắt đầu chúng ta trộn nem chạo. Lá sung nhá, như chúng ta ăn nem chạo như nào thì cái này cũng như thế nhá. Cũng lá sung, lá xiết thì cụ mợ nhá. Đấy, lá sung này, xà lách này. Đấy, các cụ mợ bày cho cháu mỗi góc một chút. Tía tô này, kinh giới, chúng ta có một chút thơm láng. Các cụ mợ cứ xếp cọng cọng cho cháu lên nhìn cho nó đẹp cái đĩa rau nhá, cái đĩa nem nhá. Và một chút rau mùi. Đấy. Đấy, các cụ nhìn cái đĩa rau sum suê, các cụ mợ nhìn đĩa rau sum suê không? Đấy. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ trộn nem chạo nhá các cụ mợ nhá. Đây, miếng này các cụ mợ cắt cho cháu 5-6cm như này này. Đấy. Đừng sợi dài quá mà nó lộ các cụ mợ nhá. Sau khi miếng cắt như thế này rồi nhá các cụ mợ nhá. Chúng ta lấy cái kéo chúng ta sửa sửa lại tí cho nó ngắn bớt. Đấy. Rồi. Đấy. Xong, chúng ta sẽ cho nấm. Nấm đùi gà. Đấy. Các cụ mợ đảo đều lên cho cháu, rong tay lên. Cho các cái nguyên liệu này nó phân bố hài hòa vào đều với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho này một chút ớt này. Rồi lá chanh này các cụ mợ nhá. Đấy, chúng ta đảo đều nó lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nêm gia vị các cụ mợ nhá. Với một lượng như này cháu sẽ nêm vào đây nửa thìa cà phê muối tinh. Một thìa cà phê mì chính, cụ mợ nào không ăn mì chính thì bỏ qua nhá. Chúng ta sẽ cho một thìa tiêu vào đây cho nó ngon ạ, cho nó thơm. Và một thìa cà phê hạt nêm chay làm từ nấm nhá các cụ mợ nhá. Cái hạt nêm chay này người ta làm từ nấm đấy ạ. Ở trong siêu thị bán rất là nhiều. Chúng ta sẽ đảo đều lên nữa nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trộn thính vào nhá. Đầu tiên cháu sẽ trộn 2 thìa canh thính. Nếu mà nó chưa ăn nhiều thì chúng ta sẽ cho thêm các cụ mợ nhá. Rồi các cụ mợ ơi, chúng ta sẽ cho 2 thìa canh thính trước nhá, 2 thìa canh thính gạo nhá. Đấy, sau các cụ mợ lại đảo rong tay lên cho cháu. Chắc phải là đến 4 thìa đấy ạ. Đấy, vậy cháu sẽ ăn thử. Ngon lắm các cụ mợ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bày ra đĩa các cụ mợ nhá. Các cụ mợ nhìn này, giống không? Các cụ mợ bốc rong tay ra cho cháu nhá, cho vào đĩa nhá. Thank you.
Cái món nem chảo chay này chúng ta ăn với nước chấm là pha từ xì dầu, pha chua ngọt các cụ mợ nhé. Và các cụ mợ muốn xem cái công thức pha nước chấm xì dầu này thì các cụ mợ xem cho cháu trong số nem cuốn chay. Nhà cháu đã hướng dẫn cách pha với tỷ lệ là như thế nào rồi đấy ạ. Và cái nước chấm cuốn chay của chúng ta nó chỉ có xì dầu, nước, giấm, đường và ớt thôi, không có tỏi đâu các cụ mợ nhá. Và bây giờ cháu sẽ ăn thử cái nem chảo chay cho các cụ mợ xem cái chất lượng của nó thế như nào nhá. Gắp một miếng nem chạo này với cả lá chanh nhỉ. Miến thì dai dai, nấm thì giòn giòn, cái vị thì vừa, thơm của lá chanh, hơi cay cay của ớt, lại thơm của mùi thính giang nó bao đều nữa, nên là ăn thì nó không có vị gì của chay cả, nó cũng như là ăn như cái nem chạo thật đấy các cụ mợ. Đấy, thay vì chúng ta là làm những cái món ăn chay bình thường rồi thì ngày hôm nay nhà cháu hướng dẫn các cụ mợ ăn chay, ăn kiêng một cái món ăn để chúng ta thực đổi thực đơn cho ngày cuối tuần. Và hy vọng rằng là các cụ mợ sẽ chế biến món ăn này gia đình cho người thân hoặc vào những cái bữa cỗ chay nhà các cụ mợ ấy. Thì các cụ mợ làm cho cháu một set cái nem chạo chay này này thì rất là ngon, và mọi người lại có thêm những cái món ăn nhiều rau ghém, nó rất thích hợp cho ngày mùa hè nắng nôi như thế này. Nếu các cụ mợ ăn chay mà thích cái clip này thì các cụ mợ giúp nhà cháu share cái clip này ra trên các cái trang cá nhân của các cụ mợ nhé, để cho nhiều người ăn chay ăn kiêng biết đến kênh Cùng Cháu Vào Bếp như các cụ mợ ạ. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau.